Thùy Lan xin thân ái kính chào quý vị, và hôm nay là ngày 7 tây tháng 2 năm 2016. Chúng tôi đang có mặt tại Fort Belvoir ở chùa Hoa Nghiêm để tường thuật đến quý vị không khí nhộn nhịp đón giao thừa. Xin cảm ơn quý vị theo dõi vài hình ảnh sau đây. Theo thông lệ xưa, nhiều người Phật tử cũng như mọi người không phải Phật tử thường hay đi lễ chùa giao thừa, thắp hương cầu nguyện chư Phật, chư vị Bồ Tát, tổ tiên ông bà, phù hộ độ trì, năm mới bình yên vô sự, vạn sự kiết tượng. Đó là truyền thống tín ngưỡng lâu đời của chúng ta gìn giữ từ thế hệ này sang thế hệ khác. Các thầy cùng hàng trăm Phật tử sống ở vùng Fort Belvoir, Virginia và các vùng lân cận cách thủ đô Washington DC khoảng 30 phút cùng nhau nhộn nhịp đón lễ giao thừa mừng xuân Bính Thân. Trong tiếng chuông mõ, quý thầy cùng tất cả Phật tử cầu siêu cho hương linh, các quân, dân, cán, chính Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh vì tổ quốc và đồng bào đã tử nạn trên đường vượt biên, vượt biển, tìm tự do. Và thành tâm nguyện cầu cho năm mới được nhiều tốt đẹp. Anh Hồ Trường Giang trong gia đình Phật tử cho biết. Chúng tôi tổ chức đêm giao thừa tối nay hỗ trợ chung với chùa Hoa Nghiêm để giữ cái nếp sống của dân tộc của mình. Có câu trong đạo Phật của mình là mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tiên. Thì vì cái đó nên mình ráng giữ trong cái truyền thống của mình. Truyền thống giao thừa rất là quan trọng, tại vì mình là đúng tổ tiên, và coi như là năm vừa qua mình coi lại cái bao nhiêu công đức mình đã bỏ ra, và mình hồi hướng và coi như là hứa hẹn năm sau mình sẽ tốt đẹp và giữ gìn và làm tốt cho đời sống và cuộc đời của mình trong năm sau. Anh Lương Thiện là một Phật tử đi lễ chùa chia sẻ. Đêm giao thừa thì cũng rất là đông các cô, các bác, các anh chị đến để làm lễ giao thừa và xin lộc đầu năm. Nhưng em thì cái đó là một cái phong tục tập quán, cho nên thì em cũng muốn luôn luôn truyền giữ cái tập quán đó cho đối với con cái và trong mọi người và trong vui với là gia đình Phật tử ở đây. Chị Diệu Phạm cùng gia đình đón giao thừa tại chùa cho biết. Mỗi năm là người Việt Nam mình có cái Tết nguyên đán rất là long trọng. Em cũng muốn giữ cái truyền thống phong tục của người Việt Nam mình là đến chùa để lễ Phật đầu năm. Mình cầu xin được mọi sự an lành, may mắn, sức khỏe đến cho gia đình. Vào 8 giờ tối sau màn múa lân thật đặc sắc là chương trình văn nghệ mừng xuân rất vui tươi do các em trong gia đình Phật tử trình diễn. Thưa quý vị, như mọi năm thì gia đình Phật tử Hoa Nghiêm chúng tôi tổ chức đón giao thừa, và chúng tôi xin kính cảm ơn tất cả quý vị đã đến đây cùng chúng con đón giao thừa. Đặc biệt có rất nhiều em thanh thiếu niên thế hệ thứ hai, thứ ba có mặt trong đêm hôm nay. Vừa rồi là chương trình đêm giao thừa tại chùa Hoa Nghiêm tại Fort Belvoir, Virginia. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình, và nhân dịp đầu xuân Bính Thân, Thùy Lan kính chúc quý khán giả và gia đình một năm mới an khang, thịnh vượng và vạn sự như ý. Thùy Lan, VTV tường trình từ Fort Belvoir, Virginia. Dù ai buôn bán nơi đâu, nhớ đến ngày Tết rủ nhau mà về. Đó là truyền thống của người Việt chúng ta từ ngàn xưa đến nay. Mỗi độ xuân về là dịp mà mọi người muốn sum họp với cha mẹ, gia đình để cùng vui Tết. Ngày nay khoảng cách địa lý đó gần như không còn nữa. Người Việt chúng ta đã có thể thưởng thức Tết ở khắp mọi nơi và cùng chia sẻ niềm vui ở khắp 50 tiểu bang Hoa Kỳ, Canada, Âu Châu, Úc Châu hay ngay cả ở Việt Nam. Uno IPTV chính là cầu nối giúp quý vị có được những không khí ấm áp đó. Với việc liên tục có những phóng sự về ngày Tết ở khắp mọi nơi, từ thủ đô của người Việt hải ngoại tại quận Cam, Nam California, đến thủ đô Hoa Kỳ, Washington DC, từ đại diện bờ Đông đến bờ Tây và từ Nam chí Bắc của Hoa Kỳ, Canada. Hơn thế nữa, Uno IPTV còn mang đến nhiều bản tin liên quan đến người Việt hải ngoại ở nhiều thành phố và tiểu bang khác. Chúng ta hãy chung tay góp sức giúp cho con cháu giữ mãi tiếng Việt và làm cho văn hóa Việt ngày càng phong phú khắp năm châu,
bằng cách đón xem các chương trình Việt ngữ trên Uno IPTV hoàn toàn miễn phí. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc 1-844-885-5000 hoặc xem trên website unoipbox.com. Uno IPTV, sự lựa chọn đúng hơn.